Slim Bro với hai chơi chút gì ngon. Đây là cái câu hỏi mà mình nhận được từ rất nhiều anh em sau khi mà mình làm clip review trước đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ recommend tới anh em ba chai mà mình cảm thấy ưng ý nhất sau khi trải nghiệm qua 7749 loại chút. Chai đầu tiên, Herobuff Mango Tango. Thì chai này nó sẽ là mùi xoài quýt. Thì dạo gần đây á, anh em khá là chuộng những cái tông chút mà có vị chua. Thì chai này là một trong số những cái chai đó và Linh thấy rất là ngon. Thì cái chai này á, cái hương xoài sẽ là cái hương vị chủ đạo, lên rất là đậm, rất là thơm nè. Rồi cái hậu á, thì sẽ là có một chút chua chua nhẹ của mùi quýt. Thì cái mùi quýt này nó sẽ không lên quá nhiều đâu. Nó lên thoảng nhẹ. Hậu thì sẽ động lại ngọt hậu của cái hương vị xoài. À, cái này là cái xoài chính nha. Cho nên là nhiều anh em mà thích cái hương vị xoài chín thì chai này là một cái chai cực kỳ phù hợp dành cho anh em. Nói một chút về cái độ the lạnh của chai Herobuff này thì với Linh là một cái người mà hút béo thường xuyên thì cái chai này nó khá là the với Linh á. Nhưng mà với những cái anh em nào mà thường xuyên hút trái cây thì chai này nó là một cái chai rất là phù hợp. Cái độ lạnh của nó rất là dễ chịu nha, nó không có bị lạnh buốt hay là động lại lạnh rất là lâu. Cho nên là khi mà anh em trải nghiệm thì chai này sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác trải nghiệm rất là smooth. Và nếu mà để so sánh cái độ lạnh cho anh em dễ hiểu hơn á, dễ mường tượng hơn thì Linh có thể so sánh là tương tự với lại cái Light Chute Daddy, có phần nhỉnh hơn một chút xíu về cái độ the lạnh. Thì chai này Linh cảm thấy nó smooth hơn cái chai Daddy khá là nhiều. Chai thứ hai, Elixir Sour Apple. Tôi á, là tôi có kinh nghiệm hút thuốc nhiều năm á, cho nên là tôi bóc chai nào là dính chai đó nha anh em. Thì bây giờ Linh sẽ nói tiếp về cái chai Elixir mùi Sour Apple. Thì cái chai này nó sẽ mang hương vị là chai tóc xanh nè. Đó, thì cái chai này với Linh cảm nhận á, thì cái chai này nó sẽ có hậu ngọt nhẹ và chua chua, rất là sướng luôn. Cái kiểu mà chua chua ngọt ngọt nó kích thích cái vị giác của mình rất là nhiều. Và chai này thì nó sẽ không phải cái kiểu mà ngọt đậm như nhiều chai khác, nó ngọt rất là nhẹ nhàng, rất là thanh. Cái vị táo á, nó sẽ kiểu nó có một chút chát chát, giống như là mình đang ăn một cái quả táo thật sự vậy. Và cái độ lạnh của chai này thì Linh khá là thích. Bởi vì sao? Cái chai này cái độ lạnh của nó rất là nhẹ nhàng, rất là fresh, nó không có kiểu bị the buốt nhiều. Cho nên là những anh em nào mà không thích lạnh nhiều, không thích ngọt nhiều mà thích đậm vị á, thì chai này Linh nghĩ rằng là sẽ rất là phù hợp cho anh em. Chai cuối cùng, Bulldog bánh chuối. Nghe tên nó là biết đây là một loại bánh béo. Thì tại sao Linh lại recommend chai này cho anh em? Thì có khá là nhiều anh em cũng hay thắc mắc với Linh rằng là anh em chơi trái cây quen rồi mà anh em muốn trải nghiệm thử cái hương vị bánh béo xem nó như thế nào. Thì cái chai này là chai mà Linh cảm thấy khá là phù hợp dành cho anh em. Bởi vì nó vừa có hương vị bánh nè, vừa có hương vị chuối là trái cây, thì nó khá là quen thuộc với là anh em. Cho nên là khi mà anh em trải nghiệm á, thì nó không có bị ngán quá hay là ngấy quá cho anh em. Thì ở cái chai này Linh cảm nhận á, cái hương vị bánh lên á, rất là nhẹ, rất là thanh. Và nó có cái ngọt đặc trưng của cái hương vị bánh đó. Cái vị chủ đạo thì chắc chắn là vị chuối rồi, lên rất là tươi nè, fresh nè. Và hậu ngọt là ngọt của chuối. Đây là một chai bánh béo mang hương vị trái cây, kết hợp rất là hài hòa. Cho nên là những anh em nào mà chơi bánh béo hay những anh em chơi trái cây đều có thể trải nghiệm được chai này mà không bị ngấy, không bị ngán. Và đây là ba chai mà Linh muốn recommend tới anh em sau khi mà trải nghiệm nhiều Light Chute trên Slim Bro V2 mà Linh cảm thấy ưng ý nhất. Nói nãy giờ cũng khô cổ rồi, cho nên là Linh kết thúc clip tại đây. Thì chốt lại một vấn đề này, một chữ duy nhất, ngon. Anh em cứ tin tôi không biết anh em bao giờ cả. Thì nếu như anh em nào mà muốn biết thêm trải nghiệm của Linh á về ba chai này trên Slim Bro V2 cũng như là còn những cái Light Chute nào ngon trên Slim Bro V2 thì anh em cứ hãy để lại bình luận mình dưới video cũng như là nhắn tin trực tiếp cho Linh. Thì Linh sẽ chia sẻ tới với anh em. Và có những anh em nào mà đã trải nghiệm Slim Bro V2 cùng với lại một cái Light Chute mà mình cảm thấy ưng ý nhất thì cũng hãy để lại bình luận và chia sẻ cho những anh em khác cùng biết nha.